Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Cần Lắm Những Tấm Lòng do Đài Phát Thanh và Truyền hình Thanh Hóa và Hội Chữ Thập Đỏ Thanh Hóa phối hợp thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, bên căn nhà cấp 4 vừa được nhà hảo tâm quyên góp sửa sang lại mái ngói cũ rột nát, bà Nguyễn Thị Thược ở ấp Kim Phú, phường Mai Lâm, thị xã Nghi Sơn vẫn chưa hết buồn đau khi có ai đó hỏi về gia cảnh của bà. Đôi mắt người già mờ đục vì thương nhớ con vắng lên tiếng khóc não nề. Đã đi gần trọn cuộc đời nhưng những vất vả, khổ cực, bất hạnh của cuộc sống vẫn luôn đeo bám lấy bà. Đã 2 năm trôi qua kể từ ngày con trai bà Nguyễn Thị Thược không may bị chết đuối. Nỗi đau mất đi người thân yêu vẫn còn in hằn trong tâm trí bà. Mọi khó khăn vất vả cực nhọc của cuộc sống, bà đã cố gắng vượt qua, chỉ mong các con khôn lớn trưởng thành. Thế nhưng, chỗ dựa lớn nhất của bà là người con trai giờ cũng không còn nữa. Ai cũng ôm lấy tôi, các anh ấy chứ, ở dưới đầu nữa chứ ôm lấy tôi, ở dưới rồi. Cũng từ đó, bà Thược như trở thành con người khác, tâm trí không được bình thường. Trong một lần bà đi ra đồng, không may bị ngã gãy chân. Người nhà đã đưa bà đi bệnh viện, nhưng do tuổi cao sức yếu nên chân gãy của bà Thược dần bị hoại tử, ảnh hưởng tới việc đi lại di chuyển của bà. Đi lùa lợn không may thì hắn lại bổ, đi chiếu chụp ra còng rồi thay nhó, nhưng mà không các anh nói là, bác sĩ nói là không bó bột được, không mổ được, không đi được, không đứng được, không chi được cả, trời chỉ có bò với sẻn thôi. Cuộc đời của bà Nguyễn Thị Thược là cả một chuỗi ngày dài của những vất vả lo toan cực nhọc của cuộc sống. Tuổi trẻ lập gia đình chưa được bao lâu thì chồng mất. Một mình bà tần tảo bươn chải nuôi ba người con khôn lớn trưởng thành. Các con của bà sau khi lập gia đình cũng có hoàn cảnh khó khăn. Hai người con gái lấy chồng xa nên cũng không giúp được gì cho mẹ. Còn người con trai, chỗ dựa cuối cùng, niềm hy vọng lớn nhất của bà cũng không còn nữa. 92 tuổi, ốm đau bệnh tật, lại không có người thân bên cạnh hỗ trợ. Giờ đây, mọi việc sinh hoạt hàng ngày của bà hầu như phải dựa vào sự giúp đỡ, hỗ trợ của bà con hàng xóm xung quanh, các thành viên hội từ thiện thị xã Nghi Sơn. Tranh thủ những lúc rỗi rãi, các thành viên lại phân công nhau tới thăm hỏi, hỗ trợ, giúp đỡ bà Thược trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày. Hội từ thiện tỉnh Gia có nghe nói hoàn cảnh của bà Thược là bà có một đứa con trai, nhưng con trai bị tai nạn mất sớm và bây giờ bà ở một mình, hoàn cảnh khó khăn, con gái thì ở xa. Thì bây giờ mọi sinh hoạt là của bà nhờ vào hàng xóm. Bà bị ngã gãy một chân và đi lại rất khó khăn. Hội từ thiện thì mong muốn là được nhiều nhà hảo tâm mà mạnh thường quân hỗ trợ cho bà và thăm nuôi bà hàng tháng. Căn nhà cũ của bà Thược tuy đã được một số nhà hảo tâm quyên góp thay mái ngói cũ rột nát, thế nhưng hiện nay nhiều phần của nhà đã xuống cấp. Hơn nữa, nhà của bà xây dựng ở vùng đất trũng nên vào mùa mưa thường xuyên bị ngập lụt hoặc sụt lún. Bà Thược thuộc diện hộ nghèo, tuổi cao, bệnh tật, không người thân bên cạnh, cô đơn trong căn nhà sập sệ. Cuộc sống của bà rất khó khăn, cơ cực, thiếu thốn đủ bề. Để bà Thược đỡ phần cực nhọc tuổi già, rất mong sự chung tay giúp đỡ, hỗ trợ của các tấm lòng nhân ái, các nhà hảo tâm trong cộng đồng xã hội. Mọi sự giúp đỡ bà Nguyễn Thị Thược xin liên hệ với Hội Từ thiện thị xã Nghi Sơn, số điện thoại 0868 777 456 hoặc Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Thanh Hóa, số 263 đường Trần Phú, phường Ba Đình, thành phố Thanh Hóa, điện thoại 0977 270 200 hoặc chuyển tiền ủng hộ về tài khoản 3500 201 026 060, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Thanh Hóa. Chuyên mục Cần Lắm Những Tấm Lòng xin được kết thúc tại đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại.